Karabakh sau giờ gờ, gắng nổ súng chiếm ưu thế quân sự. Bộ quốc phòng Armenia tuyên bố phía Azerbaijan đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở Nagorno-Karabakh có hiệu lực lúc 12 giờ ngày 10 tháng 10. Cuộc giao tranh trên đường tiếp xúc ở Nagorno-Karabakh bắt đầu vào ngày 27 tháng 9. Armenia và Azerbaijan cáo buộc lẫn nhau gây ra các hành động thù địch ở Karabakh. Người ta thông báo về các cuộc pháo kích vào các khu định cư của nước cộng hòa chưa được công nhận, bao gồm cả thủ phủ Stepanakert. Armenia đã tuyên bố thiết quân luật và lần đầu tiên ra lệnh tổng động viên, tuyên bố rằng chính quyền Ankara đang tích cực hỗ trợ Baku. Lệnh tổng động viên một phần cũng được ban hành ở Azerbaijan. Sau gần nửa tháng xung đột, lệnh ngừng bắn ở nagorno karabakh có hiệu lực vào lúc 12 giờ địa phương, 15 giờ Hà Nội, ngày 10 tháng 10 theo các thỏa thuận đạt được sau cuộc hội đàm tại Moscow giữa Ngoại trưởng Armenia và Azerbaijan với sự tham gia của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Để đạt được điều này, không thể bỏ qua các nỗ lực trung gian có hiệu quả của chính quyền Moscow. Ngoại trưởng của Armenia và Azerbaijan đã đến thủ đô nước nga hôm mùng 9 tháng 10 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc đàm phán kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ và đạt được những thành công bước đầu. Theo đó, lệnh ngừng bắn được áp dụng từ 12 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2020 vì mục đích nhân đạo để trao đổi tù nhân, những người bị giam giữ khác và thi thể những người chết thông qua trung gian của Hội chữ thập đỏ quốc tế. Trong khi đó, Meku và Zerivan cũng đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán thực chất với mục đích đạt được một giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt. Đồng thời, các bên khẳng định tính bất biến của định dạng tiến trình đàm phán về Karabakh. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, tiến súng vẫn chưa chấm dứt ở Nagorno-Karabakh, hai bên vẫn tiếp tục cáo buộc đối phương tiếp tục nổ súng. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Armenia Susan Stepanian cho biết, Lực lượng vũ trang Azerbaijan đã vi phạm thỏa thuận về lệnh ngừng bắn ở khu vực này có hiệu lực từ trưa ngày 10. Vứt lời lệnh ngừng bắn được công bố từ 12 giờ vì mục đích nhân đạo, lực lượng vũ trang Azerbaijan đã tiến hành cuộc tấn công theo hướng khu vực Karahili lúc 12 giờ 05 phút. Các đơn vị quân đội phòng vệ Karabakh đang thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn cuộc tấn công Stepanian nói vào chiều hôm ngày 10 tháng 10. Ngược lại, chính quyền Baku tuyên bố pháo kích vào các vùng lãnh thổ ở Karabakh sau khi bắt đầu đình chiến do các điểm trên đường tiếp xúc ở Karabakh đang bị lực lượng vũ trang Armenia tấn công. Tờ tờ và Akam đang bị đối phương nã đạn, cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng cho biết. Theo giới phân tích, sở dĩ lệnh ngừng bắn tiếp tục bị vi phạm là do hai bên đang tranh thủ thời gian để giành lợi thế trên chiến trường. Azerbaijan muốn chiếm thêm một số điểm mới, còn Armenia muốn giành lại một số cứ điểm bị địch thủ chiếm giữ trong mấy tháng qua. Tuy nhiên, nếu không có biến cố gì lớn, tiếng súng dần dần sẽ tắt, bởi cả hai đối thủ đều muốn giành thêm một số lợi thế chứ không muốn tiếp tục chiến sự. Cuộc giao tranh trên đường tiếp xúc ở Nagorno-Karabakh bắt đầu vào ngày 27 tháng 9.